Xin chào các em. Hôm nay cô và các em cùng nhau đi tìm hiểu thêm một chủ đề nữa, đó là chủ đề 16, định dạng đoạn văn bản. Nội dung kiến thức của chủ đề này nằm ở trang 64 của quyển Tài liệu dạy học tin học 6. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cụ thể các thao tác ở trong chủ đề này nhé. Trước tiên các em quan sát cho cô hai văn bản thứ nhất và văn bản thứ hai. Hai văn bản này có cùng nội dung đó là bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi của nhà thơ Bế Kiến Quốc. Tuy nhiên về cách trình bày của hai văn bản này là có sự khác nhau. Và chúng ta nhận thấy là sự khác nhau ở đây nó làm cho văn bản thứ hai gây ấn tượng cho chúng ta nhiều hơn, đúng không nào? Văn bản thứ hai về bố cục trình bày cũng rõ ràng hơn, làm cho người xem khi mà nhìn vào thì sẽ dễ phân biệt các khổ thơ và có những cái dòng đầu của mỗi khổ thơ thì được định dạng màu sắc khác nhau thì cũng làm cho người xem thấy thu hút và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Vậy thì ngoài những cái yếu tố mà liên quan đến ký tự, liên quan đến định dạng về phông chữ, màu sắc vân vân thì những nội dung đó chúng ta đã được tìm hiểu và đã cùng nhau chia sẻ trong chủ đề 15 rồi. Còn làm thế nào để cho các khổ thơ cũng như là bố cục của bài thơ gây ấn tượng với người đọc hơn thì những nội dung này chính là những nội dung của chủ đề 16 mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu bài học. Trước tiên chúng ta phải biết được định dạng đoạn văn bản thì gồm những thao tác nào. Đó là các thao tác đặt khoảng cách giữa các dòng và các đoạn trong văn bản. Ngoài ra còn có các thao tác để điều chỉnh căn lề cho đoạn trong văn bản. Mục đích của việc định dạng đoạn văn bản là để giúp cho văn bản trở nên dễ đọc, dễ hiểu, dễ ghi nhớ và làm cho văn bản trở nên thu hút người xem hơn. Thao tác thực hiện định dạng đoạn văn bản thì chủ yếu thực hiện hai bước. Bước thứ nhất, đầu tiên là nháy chuột đặt con trỏ soạn thảo vào trước đoạn văn bản cần định dạng. Và bước thứ hai là nháy chuột chọn các nút lệnh tương ứng cần định dạng trong nhóm lệnh paragraph của thẻ Home. Ta đi tìm hiểu vị trí của nhóm lệnh paragraph. Đây là thẻ Home. Đây là nhóm lệnh phông mà ta đã tìm hiểu trong chủ đề 15 định dạng ký tự. Và kế bên nhóm lệnh phông, ta sẽ nhận thấy đó là nhóm lệnh paragraph. Trong nhóm lệnh paragraph, các em cần chú ý cho cô vị trí các nút lệnh mà cô đã khoanh đỏ trong bài học. Nó nằm tương ứng ở các vị trí này trên cửa sổ phần mềm. Có 4 nút lệnh này. Tiếp theo đó là nút lệnh đó là nút lệnh line and paragraph spacing. Tiếp theo là hai nút lệnh nằm ở vị trí này, đó là nút lệnh decrease indent và increase indent. Vậy thì chức năng của các nút lệnh đó là để làm gì và cách thực hiện của các nút lệnh này như thế nào thì ta sẽ đi lần lượt tìm hiểu cụ thể. Đầu tiên, ta sẽ đi tìm hiểu bốn cái nút lệnh này. Đây là các nút lệnh dùng để căn lề cho đoạn văn bản alignment. Đầu tiên, nút lệnh thứ nhất, cô đã đánh dấu sẵn vị trí. Các bạn nào mà theo dõi không kịp, chúng ta có thể xem kỹ hơn vào nội dung bài học. Nội dung bài học này cô sẽ đính kèm sau mỗi video mà các em đang xem. Chúng ta quay lại bài học. Nút lệnh thứ nhất là nút lệnh căn lề trái, align left. Chức năng của nó là để căn chữ theo lề trái của văn bản. Nếu các em đã sử dụng quen nút lệnh này rồi, thì các em có thể sử dụng một tổ hợp phím. Thay vì sử dụng nút lệnh này, thì chức năng của chúng cũng tương đương. Đó là tổ hợp phím Ctrl cộng với phím L. Nút lệnh thứ hai đó là nút lệnh căn giữa. Nút lệnh này dùng để căn giữa. Center.
Chức năng là căn chữ ở giữa văn bản, thường sử dụng cho các tiêu đề. Ngoài ra, khi các em soạn thảo và định dạng cho các văn bản thuộc hồ thơ lục bát thì chúng ta có thể sử dụng cái nút lệnh này để định dạng. Và tổ hợp phím cho nút lệnh center căn giữa này đó là tổ hợp phím Ctrl cộng phím E. Nút lệnh thứ ba đó là nút lệnh căn lề phải align right. Thì ngược lại với nút lệnh align left căn lề trái thì chức năng của nó là căn chữ theo lề phải văn bản. Và tổ hợp phím tương ứng đó là tổ hợp phím Ctrl cộng phím R. Cuối cùng là nút lệnh căn thẳng 2 là Justify. Chức năng là để căn chữ theo khổ giấy của văn bản. Với cái cách căn lề này thì văn bản của chúng ta sẽ được dàn đều ở hai bên lề trái và lề phải của văn bản. Và tổ hợp phím tương đương đó là Ctrl cộng phím Z. Ta đi vào thực hiện bài tập minh họa để các em rõ hơn về chức năng của bốn nút lệnh này. Gõ đoạn văn bản sau, sống có trách nhiệm. Đây là nội dung của đoạn văn bản. Giả sử ở đây cô đã có sẵn đoạn văn bản, bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện tiếp. Yêu cầu B. Định dạng cho từng đoạn và tiêu đề. Tiêu đề căn lề giữa. Tiêu đề là sống có trách nhiệm. Cô sẽ thực hiện căn giữa. Giấy chuột trái để con trỏ soạn thảo ở vị trí đầu tiêu đề. Hoặc các em có thể chọn tiêu đề. Nhấp chuột trái và chọn vào nút lệnh Center. Như vậy lúc này tiêu đề của chúng ta đã được căn giữa. Đoạn 1 căn lề trái. Đoạn 2 căn giữa, đoạn 1 là đoạn này các em. Thì khi cô chọn vào đoạn 1 thì cô thấy ở trên này nút lệnh căn trái đã được chọn rồi. Nếu các em muốn bỏ chọn, không chọn vào nút lệnh căn trái này thì chúng ta chỉ việc nhấp chuột trái vào đây. Đó, thì nó sẽ chuyển về dạng căn đều hai bên, justify. Muốn chọn lại thì các em nhấp chuột trái vào đây. Đoạn 2 chúng ta sẽ thực hiện căn giữa. Các em nháy chuột, chọn đoạn 2, chọn Center. Đoạn 3, căn thẳng 2 lề. Cô sẽ chọn đoạn 3 và chọn nút lệnh Align. Xin lỗi, chọn nút lệnh Justify. Đoạn 4 là căn lề phải. Cô sẽ chọn đoạn 4 và chọn vào nút lệnh Right. Như vậy, chúng ta vừa thực hiện xong thao tác với bốn nút lệnh hỗ trợ cho chúng ta căn lề đoạn văn bản. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang một thao tác mới đó là đặt khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản. Các em sẽ chọn vào nút lệnh này. Thao tác thực hiện. Nháy chuột vào biểu tượng line spacing trong nhóm lệnh paragraph. Trong menu đồ xuống hãy chọn khoảng cách thích hợp. Ví dụ, chúng ta quay lại với văn bản sống có trách nhiệm ở trên. Cô sẽ định dạng cho đoạn 1. Cô chọn khoảng cách ở đây là 1.5. Thì các em sẽ thấy các dòng trong đoạn 1 sẽ có sự giãn cách nhất định theo tỷ lệ mà cô đã chọn. Hoặc cô chọn đoạn 2. Cô chọn đoạn 2. Và cô chọn khoảng cách là 1.15. Đó. Rồi đó là thao tác định khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản theo tỷ lệ đã có sẵn. Hoặc ta còn một cách khác là ta chọn một trong các lựa chọn.
Space before paragraph là thêm một khoảng trắng viết trên đoạn văn bản, hoặc là remove space after paragraph, bớt đi một khoảng trắng phía dưới đoạn văn bản. Các em sẽ nhìn vào nút lệnh, ta có hai nút lệnh này, thêm vào phía trên hoặc là thêm vào phía dưới đoạn văn bản. Ví dụ cô sẽ thêm một khoảng trắng phía trên đoạn 1. Cô chọn đoạn 1 và cô chọn là space before paragraph. Thì nó sẽ tạo cho cô một khoảng cách trống nằm giữa tiêu đề và đoạn 1. Tương tự như vậy cô sẽ làm cho đoạn 2. Space before paragraph. Thì nó sẽ thêm một khoảng trống nằm trước đoạn 2. Như vậy rõ ràng là lúc này giữa đoạn tiêu đề và đoạn 1 cùng với đoạn 2 nó sẽ có một khoảng cách phân chia cố định. Thì nếu các em là người xem thì lúc này chúng ta nhìn vào so với ban đầu thì rõ ràng có một sự khác biệt nhất định. Giữa các đoạn sẽ được phân biệt ra bố cục rõ ràng hơn rất là nhiều. Ở đây các em phát hiện nó có cái lệnh remove space, loại bỏ đi cái khoảng cách mà chúng ta đã tạo. Thì các em có thể chọn lại cái đoạn mà chúng ta vừa thêm khoảng trắng, ví dụ đoạn 1 chẳng hạn. Thì cô sẽ remove đi. Đó. Tuy nhiên trong cái nút lệnh này các em phát hiện có một cái lệnh nãy giờ cô chưa có đề cập đến, đó là lệnh line spacing options. Vậy thì cái lệnh này có chức năng là gì? Chúng ta có thể hiểu đơn giản là các em ngoài những cái khoảng cách được mặc định ở đây, các em có thể chọn những khoảng cách khác tùy theo ý muốn của mình. Thì để mà tùy chỉnh cái khoảng cách đó ta sẽ dùng đến lệnh line spacing option này. Tuy nhiên nội dung bài học thì có hạn, cho nên cô sẽ dành cái nội dung này ở một bài học khác sẽ hướng dẫn thêm cho các em. Đây là cái bài tập. Đây là cái bài tập. Cô có hai yêu cầu thêm khoảng trắng phía trên mỗi đoạn 1, 2, 3 và 4. Như vậy vừa rồi cô có thực hiện mẫu cho các em xem cái thao tác là thêm khoảng trắng phía trên đoạn 1 và đoạn 2, cũng như là nếu muốn loại bỏ đi thì chúng ta dùng cái lệnh remove space. Giãn cách tất cả các dòng trong 4 đoạn văn với khoảng cách là 1.5. Cô làm lại cho các em quan sát một lần nữa. Giả sử cô muốn thêm một khoảng cách trước đoạn 3 và đoạn 4, cô chọn đoạn 3. Cô chọn space before paragraph. Thêm một khoảng cách trước đoạn 4. Rồi. Và lúc này cô đã phân biệt được 4 đoạn rất là rõ ràng với nhau rồi. Cô thêm một khoảng cách trước đoạn 1 nữa. Đặt khoảng cách giữa các dòng là 1.5 và tất cả 4 4 đoạn, các em sẽ chọn cả 4 đoạn luôn. Chọn 1.5. Đó. Vừa rồi là thao tác đối với đặt khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo chuyển sang một thao tác nữa, đó là thao tác thuộc lề indent. Ở đây các em thực hiện thuộc lề, cô giới thiệu với các em các nút lệnh gọi là lệnh thuộc lề, tức là indent commands. Gồm có hai cái nút lệnh này, decrease indent và increase indent. Các bước thực hiện như sau. Bước 1, chọn văn bản cần thuộc lề. Bước 2, trên tab Home là đây. Nháy chuột chọn một trong các lệnh thuộc lề. Thì như lúc nãy cô đã giới thiệu với các em hai nút lệnh này rồi. Bây giờ ta đi tìm hiểu chức năng của hai nút lệnh này. Nút lệnh thứ nhất là increase indent. Chức năng của nó là thuộc lề trái của đoạn văn bản về phía bên phải, tức là đẩy lề trái của đoạn văn bản lùi vào bên trong.
Cô ví dụ luôn cho các em quan sát. Giả sử ở đây cô có đoạn này. Cô đẩy đoạn này vào trong thì cô nhấn vào nó. Vậy thì các em có thể phần nào đoán được chức năng của nút lệnh T Green Engine? Tức là nó sẽ có chức năng ngược lại so với nút lệnh Engine. Nghĩa là nó sẽ, các em quan sát cái sự biến đổi trên cái đoạn văn bản của chúng ta. Nó sẽ làm cho đoạn lề trái của đoạn văn bản sẽ được đẩy ra bên ngoài. Rồi. T-Green Engine, chức năng thụt lề trái của đoạn văn bản về phía bên trái. Nghĩa là thụt ra ngoài. Thì ở đây cô muốn lưu ý cho các em hai điều. Trong cái phần thuộc lề này, nó có hai điều mà các em cần chú ý. Điều thứ nhất, khi các em thuộc lề trái mà các em sử dụng hai nút lệnh thuộc lề này, thì mỗi lần thuộc lề thì chúng ta sẽ không có cái con số, không có cái giá trị cụ thể nào. Như vậy làm cho cái đoạn văn bản của chúng ta nó không được thống nhất. Nếu giả sử như văn bản sống có trách nhiệm này, cô muốn thuộc lề trái nó có một cái giá trị cụ thể nào đó thì các em sẽ sử dụng đến cái thẻ layout này. Ở một số phiên bản Windows thì sẽ không phải là layout mà sẽ dùng cái tên thẻ là page layout. Đó. Khi nhấp vào thẻ layout, các em chú ý cho cô cái mục paragraph. Nó chia thành hai phần. Chú ý cho cô phần indent thuộc lề này. Chúng ta đang thuộc lề trái thì sẽ chọn left. Và ở đây có một cái ô nó có giá trị. Các em được quyền thay đổi giá trị trong này. Ha. Hoặc các em có thể chọn vào mũi tên lên xuống để điều chỉnh cái mức thuộc lề theo cái giá trị. Chúng ta nhập trực tiếp số vào ở đây. Ví dụ ở đây cô muốn thuộc lề là 3. Thì cô sẽ gõ vào là 3. Được chưa các em? Hoặc cô muốn thuộc lề trái là 1.5. Thì cô sẽ gõ vào là 1.5. Như vậy, chúng ta đã có thể thuộc lề theo một cái giá trị cố định nào đó. Tuy nhiên, một số phần mềm, khi các em nhìn một số phần mềm Word, khi các em nhìn vào đây thì các em sẽ thấy đơn vị không phải giống như trên cái phần mềm của cô là cm mà sẽ là đơn vị inch. Đơn vị inch. Như vậy muốn thay đổi đơn vị trong Word, trong Microsoft Word thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Bởi vì đơn vị inch á thì nó sẽ khoảng cách nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Vậy thì các em sẽ làm theo cô. Các em cần chú ý một điều, đối với một số phiên bản Word, Word 2007, bạn nào vẫn dùng Word 2007 để thực hiện thay đổi đơn vị đo, các em chọn vào nút Office button này. Sau khi nhấp vào đây thì các em sẽ thấy có một lựa chọn đó là Word option, các em nhấp vào đây. Còn đối với những phiên bản Word 2010 trở đi thì các em chọn File và chọn Option. Ví dụ như ở đây của cô là phiên bản 2016, cô chọn File, chọn Options. Sau khi vào mục Options, cửa sổ Word Options xuất hiện, các em chọn cho cô Advanced. Những cái cài đặt nâng cao. Sau đó chúng ta tìm cho cô mục Display. Trong phần Display, các em tìm cho cô phần Cell Measurements in Unisoft. Ở đây thường thường nếu ở máy tính của các em nó sẽ mặc định là đơn vị inch. Chúng ta sửa lại là cm. Sau đó nhấp vào nút OK để xác nhận thay đổi. Và như vậy chúng ta đã thay đổi được đơn vị đo của phần mềm Microsoft Word của mình rồi. Bài tập minh họa cô đưa ra đó là tiếp tục thực hiện văn bản sống có trách nhiệm.
và định dạng mức thuộc lề cho đoạn 1 là 3 cm và đoạn 4 là 5 cm đều là mức thuộc lề trái. Thì vừa rồi cô cũng có thể cô gọi đã thực hành mẫu cho các em quan sát đối với đoạn 1 và đoạn 2. Sau bài học này thì cô muốn các em có một cái bài tập thực hành. Bài tập thực hành này bạn nào có máy tính chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện và chúng ta sẽ nộp lại bài theo cái file mà cô đã gửi về cho mỗi lớp. Và dưới cái video hướng dẫn này cô cũng có cái file để cho các em gửi bài tập về để cho các thầy cô giáo môn tin học chấm bài. Bài tập này cô đã nêu rõ trong cái link mà cô gửi về cho từng lớp. Các em không cần phải lo lắng là sợ là không thấy bài tập ha. Còn bạn nào theo dõi không kịp thì mình cũng có thể theo dõi ở trên video này. Trong cái bài học cô gửi sau mỗi video cũng có nội dung bài học và có bài tập. Các em theo dõi thật kỹ. Rồi, bài học hôm nay đến đây là hết. Chúc các em hoàn thành thật tốt những cái nội dung học tập của mình trong cái thời gian chúng ta học tập trực tuyến như thế này. Mặc dù có khó khăn rất là nhiều, nhưng chúng ta cố gắng với 100 đến 200% năng lượng thì chúng ta sẽ hoàn thành rất là tốt. Chào các em.